Hello các bạn, hôm nay thì Na và mẹ sẽ quay một cái clip đó là ăn xoài non mẹ mới mua về sẽ ăn cho mắm ruốc, rất 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 là ngon luôn. Thì mẹ đang làm mắm ruốc nè, cho nhiều ớt hả mẹ? Rồi mang qua. Chất lượng ha. Hello cả nhà. Hello, xin chào quý Đây vị là gần xa. Chúc rồi chúc buổi gì? chiều vui, chúc buổi chiều sức khỏe và vui vẻ. Ok, rồi hôm nay mình ăn cái gì? Bữa nay mẹ với con ăn xoài non chấm mắm ruốc. Đây, ta ta, đây là xoài non nha, xoài non mẹ mới mua luôn. Đây, cho các bạn thấy nè. Xoài non Đó. Đó, đây mẹ mẹ giơ cái hũ mắm đây đó cho mọi người bây giờ coi. đây 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 là Đó. chén mắm ruốc Đó, cực mắm màu rất là đẹp ha, cực cực thơm kỳ ghê. thơm và hấp dẫn, Đó, coi chừng đổ vậy. Ô, coi vô chừng đổ, coi chừng đổ. Thôi được rồi, được vô rồi, được rồi. vô vô cùng hấp dẫn sâu bọ. Ok, rồi mẹ ăn đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một miếng thật là ngon. Đây, xin mời, xin mời, xin mời, Ok. Rồi chia. xin mời. Đây, đây là Đó. có một miếng mắm ruốc dính vô. Đó. Rồi, đưa lên miệng. Ngon quá. Xoài nó chua, xoài non nó lại giòn nữa, ăn chung với mắm ruốc mặn mặn ngọt ngọt, Quý vị có cay cay nữa, của ớt nữa. mà quý vị mà nhìn thấy vậy là bắt buộc quý vị phải chạy ra đường mua. Ở ngoài đường bán nhiều lắm. Cái này là mình mua ở chỗ cô Lan á mấy bạn. Cô Lan hồi xưa mấy năm trước á, mình có làm một cái bài quảng cáo cho cô. Cô bây giờ cô đứng đâu mẹ? Ở đường Quang Trung. Gần chợ Thạnh Thông Tây, Đúng rồi. nó chỗ ngân hàng gì đúng không? Đúng rồi. Ngân hàng gì ta? Nó gần ngay chỗ chợ Thạnh Thông Tây, đi lại một chút kế trên siêu thị Bình Dân á. Đúng rồi, cái siêu thị á. Thật ra thì chỗ nào cũng có bán. Ở trên đường Quang Trung khúc chợ Thạnh Thông Tây mà đi tới ngã tư á, Thống Nhất á, nhiều người bán lắm. Rất là nhiều người bán. Ăn nổi đi. Đây, ngon quá. Lâu lâu mới ăn một lần á. Hồi xưa thì chưa có mắm ruốc thì mình ăn với mắm đường. Cái này thỉnh thoảng một tháng phải ăn là như ghiền vậy đó, giống như ghiền. Mấy cái phần đuôi này giòn à. Cái này mà nhìn là kích thích lắm. Cảm thấy ngon. Mà xoài non ăn chấm cái này nó không có bị chua. Có hôm bán cấp có hôm có cấp non nữa quý vị. Hôm nay đi mẹ không thấy thấy cóc. Không có cóc. Bình thường con hay bán cóc nữa. Tới mùa me non cũng có me non. Đúng rồi. Toàn là món chảy nước miếng thôi. Nhìn vô cái chảy nước miếng Thôi, những cái món ăn hấp dẫn
mà chỉ có Việt Nam mới có nha quý vị, ở nước ngoài không có. Quý vị có biết mình đang ở đâu không? Ở Việt Nam nha, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngon quá, giống như bài bài luôn hay sao á. Thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh nay. Xưa là Sài Gòn, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Ngon quá. Ăn cái này một hồi nó cào ruột cho mà thấy. Gì chưa ăn cơm. Trước khi ăn đã bị đổ máu rồi quý vị. Trước khi ăn là set up cảnh quay là bị đổ máu. Rồi mẹ nói cho mọi người giờ mẹ muốn tại sao tự nhiên thích làm YouTube. À bây giờ thì mình hồi xưa là không có cho quay. Hồi xưa quay bị chửi. Thành ra những cái video clip hồi xưa mà nè up lên nó là xóa hết. Không. Thật sự ra thì làm VTuber nó cũng có cái hay. Cái hay là khi mình làm VTuber thì mình thấy cả thế giới như xích lại gần nhau. Nó mọi người như xích lại gần. Và nó có một cái hay là tuy là mình ở rất là xa nhưng mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy nhau hàng ngày. Cái đó là cái mà mình cảm thấy hay của YouTube. Mẹ Na thích làm YouTube chắc là từ cái thời mà đợt vừa rồi quay cho quay clip cho cái thuốc mà chị thoát vị đĩa đệm xong lại tìm được bạn. Tìm lại được mấy người bạn học cũ mấy chục năm rồi. Để mình kể cho quý vị nha. Nó có cái hay đó. Lúc đầu á mình không có thích quay YouTube. Nhưng mà có một lần mình uống cái thuốc cốt thối vương. Cái mình hết. Mình uống có kết quả, xong cái mình mới vòng vòng xóm mình á có những người bệnh á, cái mình cho. Mình cho người dĩ người ta uống thử người ta cũng hết. Cái người bán cốt thối vương á mới hỏi là chị uống có hết không mà chị mua nhiều vậy? Nó có. Cái mấy người họ xin phép để quay phim để đưa lên cho rộng ra để cho những người dân người ta biết người ta dùng. Thì mình nói cái này nó là người thiệt việc thiệt là chuyện tốt thì mình sẵn sàng phải quay phim sao hỗ trợ. Quay thì phim thế xong là sao? Mấy em đó mới hẹn ngày xuống để quay phim. Không thì tua nhanh đi qua quay phim xong rồi sau đó làm sao mà gặp lại mấy cô á. À quay phim rồi cái mấy up lên. Up lên thì bạn học ngày xưa là bạn học đại học của mình á. Bạn học bao nhiêu năm rồi mẹ? Kế hoạch 3 là khi mình ra trường đến nay là 29 năm rồi, hầu như là mất liên lạc hoàn toàn. Từ khi mình tốt nghiệp ra trường. Năm đó là năm 1927 á, năm 1990 á. Thì tới bây giờ là 29 năm. Thì mấy người bạn của mình á, mấy xem ở trên YouTube á, thấy mình. Cái bạn mình mới gọi. Gọi hỏi là phải chị không? Nói gì phải chị không? Cái nói ừ đúng rồi chị đó. Cái nói trời ơi, thấy chị quảng cáo thuốc mà em nhìn thấy giống mà em không biết phải không, để em hỏi mà không gài em cũng đau lưng nên em mới tìm thuốc để uống này tự nhiên thấy hình chị nên gọi. Thì đó là cái lý do mà mẹ Na là muốn làm YouTube ha. Thì nếu mọi người xem kênh và thích kênh á, thì nhớ nhấn like và subscribe kênh ha của Na và mẹ. Thì video clip hôm nay tới đây thôi, những ngày sau thì mẹ Na sẽ ra nhiều clip khác và sẽ cố gắng là ra clip đều mỗi ngày trong điều kiện sức khỏe mẹ cho phép ha. Yeah, xin chào quý vị gần xa. Xin chào quý vị gần xa. Xin chào quý vị gần xa.
Bye bye. Rồi mi gió nữa.